Sống trong gia đình buôn bán phế liệu, mình đã học được những gì? Cụ thể hơn, những người thu mua phế liệu trong ảnh như này. Còn nhà mình là thu mua lại của họ, gọi nôm na là đại lý phế liệu. Thu mua những đồ có thể tái chế như sắt, đồng, nhôm, nhựa, giấy và bí rách. Hôm nay mình sẽ nói cụ thể về sự hay ho và thú vị của nghề này sau mười mấy năm có kinh nghiệm xem bố mẹ mình buôn bán và những thứ mình đã học được. 1. Học được cách phân loại các đồ dùng bỏ đi để tái chế. Khi bạn dùng xong một món đồ gì đó và nó bị hư, nếu như không dùng được nữa thì bạn chỉ đơn giản là vứt nó vào thùng rác hoặc kêu mấy cô đồng nát thu mua, đúng không? Thật đơn giản mà. Nhưng khi các cô ấy đi bán lại cho các đại lý, các cô ấy sẽ phải có một bài toán phân loại rất kinh khủng. Ví dụ như này nhá. Một quyển vở viết phải xé bọc ni lông vứt đi vì không ai thu mua bọc ni lông cả. Xé bìa vở để riêng để bán vô bìa, rồi giấy bên trong sẽ bán vô giấy trắng, giá giấy trắng cao hơn giá bìa. Nhựa thì nhựa cứng để riêng, nhựa mềm để riêng và nhựa dẻo để riêng. Ví dụ, vỏ chai nước khoáng mình uống là nhựa mềm, nắp chai sẽ là nhựa cứng, còn mấy đôi dép tổ ong hoặc dép nhựa là nhựa dẻo. Giá mỗi loại nhựa cũng sẽ khác nhau nên sẽ phải phân loại riêng. Về sắt đi, phải phân biệt được sắt với gang. Gang sẽ đắt hơn sắt, thường là dùng nam châm để thử, nhưng những người có chuyên môn thì nhìn qua là biết luôn, như mẹ mình chẳng hạn. Rồi đồng nữa, đồng đen, đồng đỏ rồi đồng vàng này, khi các bạn chỉ đơn giản là bán đi một cuộn dây điện thì các cô đồng nát sẽ phải dùng dao ngồi tước hết phần cao su bên ngoài, vứt đi để bán lõi đồng bên trong. Giá mỗi loại đồng lại càng khác nhau hơn nữa, đồng đen thì đắt nhất, sau đó là đồng đỏ và đồng vàng, còn lông vịt và lông ngan nữa. Khi thu mua những bộ lông ướt sũng nước thì các cô đồng nát thường phải về rửa lại rồi phơi mấy nắng đi cho khô để đem đi bán được giá hơn. Lông trắng bán được đắt hơn lông đen và khô thì thường bán được đắt hơn ướt, mà không thu mua lông gà nhá. Mình mới thắc mắc là tại sao người ta lại thu mua lông làm gì? Mẹ mình bảo là để làm áo choàng lông thú, túi xách linh tinh nên giá lông đắt lắm, hơn 100.000 một cân đấy, đắt hơn con mẹ nó tiền thịt vịt luôn. Rồi nhôm, rồi chì, rồi bì xi măng, bì rách và hầm bà lằng nhiều thứ nữa cần được phân loại để được bán đồng nát đấy. Tưởng đi buôn đồng nát mà dễ à? Ai định bỏ học đi buôn phế liệu thì cân nhắc cho kỹ nhá, có trí tuệ lắm thì mới làm được đấy. Sau bao nhiêu năm nhớ lại thì mình vẫn xoắn con mẹ nó não lên đây. 2. Học cách tính nhẩm thân sầu. Nhà mình buôn phế liệu từ lúc mình còn bé xíu, 2 hay 3 tuổi gì đấy. Lúc đó cứ ngồi kê cái ghế bên cạnh mẹ, xem mẹ tính tiền cho các cô thôi. Cứ 5 đến 7 cô cân một lúc, rồi mẹ mình tính tiền từng phần cho từng cô một và không mấy dùng máy tính đâu. Vì sao không dùng á? Vì các cô ý cân vào buổi trưa, mọi người đói cả mệt lắm rồi, không ai ngồi mà đợi mình ngồi mò mẫm bấm máy tính từng tí một được đâu. Mỗi người cân 10 mấy 20 thứ, dài như sớ táo quân đấy, cứ chăm bấm máy tính thì mất khách hết. Bí quyết giữ chân khách của mẹ mình là mẹ mình ngồi tính nhẩm siêu nhanh. Các cô ý uống xong cốc nước là đã tính xong rồi, và điều đó là mình hâm mộ mẹ mình suốt một quãng đời tuổi thơ. Chắc là điều đó đã gieo mầm cho mình một niềm yêu thích về toán học sau này. Vì từ nhỏ mình đã luôn nghĩ tính toán giỏi là một thứ gì đó rất siêu nhân, rất thú vị. Vậy nên ai mà tính nhẩm không giỏi thì từ bỏ mission buôn phế liệu đi luôn nhá, tìm hướng khác đi mà làm. Bởi buôn phế liệu có thể không giỏi thứ này, thứ kia, nhưng mà nhất định phải giỏi tính nhẩm. Thấy chưa? Yêu cầu nghề nghiệp cũng cao lắm chứ đâu có đùa. Thứ 3 là đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực buôn phế liệu nó như thế này. Nếu hôm nay giá sắt thu mua giảm đi so với hôm trước chẳng hạn, khi có người đi bán lại, mẹ mình thường sẽ thông báo điều đó lại cho họ, nhưng vẫn phải cân sắt cho họ hôm đó như giá cũ, hôm sau thì mới cân giảm để họ điều chỉnh theo giá mua vào, chứ không được giảm trực tiếp hôm đó luôn. Đó là quy luật bất thành văn của nghề này. Tương tự, người mua lại phế liệu của nhà mình cũng phải làm y hệt như thế để đảm bảo làm ăn lâu dài và an tâm. Thứ 2 là phải pha sẵn nước để cho các cô thu mua phế liệu uống, bù nước, bù khoáng. Có hoa quả, trái cây thì lại càng tốt, bởi vì làm nghề này các cô ấy cũng rất hao công tổn sức nên cần được chăm sóc để phục hồi sức khỏe. Cái này marketing được gọi là chăm sóc khách hàng. Nước pha sẽ thường là nước chanh đường vào mùa hè và trà ấm vào mùa đông, có cả quạt và ghế để ngồi nghỉ ngơi nữa. Sẽ thuận lợi hơn nữa khi nhà có mấy cái cây xanh to to để có bóng mát. Khi đó lượng khách có thể tăng lên nhiều hơn nữa. Đây là kinh nghiệm và những thứ cần làm của nghề buôn phế liệu. Rất nhỏ nhặt nhưng quyết định được sự thành bại đấy. Có ai quyết định start up thì tham khảo một chút nhá. Thứ 4 là đam mê đọc sách. Hồi còn bé tí mình đã rất thích đọc sách. Trẻ con mà, hồi đó nghèo mà cũng chẳng có đồ gì chơi nên lấy đồ của mẹ ra chơi. Sắt, nhôm nhựa các thứ thì không chơi được rồi, chỉ có sách là vừa mềm, vừa ấm, vừa thơm nên mình rất thích. Từ hồi chưa biết đọc, mình đã ngồi chơi với sách, ngửi mùi sách, có hôm còn ngủ quên buổi trưa trên mấy bì sách trong kho. Mỗi quyển sách lại có một mùi khác nhau, ngửi nhiều thành nghiện luôn. Quyển sách đầu tiên có mùi dừa khô này, rồi có cả mùi chuối nữa. Hôm nào đen lắm thì vớ về quyển có mùi nước đái chuột, rồi mùi ẩm mốc này, mùi hoa nhài người ta kèm vào sách này, mùi vỏ bưởi, rồi mùi hương nhu nữa. Mỗi quyển sách lúc đó khi chưa biết đọc, mình lại háo hức ngửi mùi, háo hức tưởng tượng được chủ nhân quyển sách đó là ai. Như quyển sách có mùi hoa nhài này, mình luôn nghĩ chủ nhân của nó là một cô gái rất xinh đẹp và tốt nên sách nó mới thơm như thế. Và mình dựa vào mùi hương của nhiều quyển sách để đoán được người đọc đó là người tốt hay xấu. Người xấu thường có sách hôi và ngược lại. Giờ nghĩ lại thấy hồi trẻ con mình đáng yêu vãi. Sau này nhà mình không muốn bán phế liệu nữa, những quyển sách mình cần thì đã đi mua, nhưng không có cảm giác nào háo hức bằng ngửi mùi như ngày xưa. Bởi sách mới không mang dấu ấn của người đọc trước đó, không có kỷ niệm, ít có nâng niu nên hương phai nhạt lắm. Từ hồi bé tí, mình đã muốn trở thành một đứa trẻ con khác biệt và hạnh phúc. Và mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình buôn phế liệu, được trải qua tuổi thơ đầy êm đềm và đáng nhớ. Mình nhớ mình đã từng sướng sướng khi cả cái khối lớp 1 ngày ấy chẳng có đứa trẻ nào có bố mẹ buôn phế liệu như mình cả. Lúc đó mình tự tin và tự hào lắm, bây giờ vẫn vậy. Mình nghĩ trải nghiệm như vậy là rất trọn vẹn cho tuổi thơ của mình. Bạn nghĩ sao về những chia sẻ của tác giả? Quả là một tuổi thơ rất đáng yêu. Các bạn có thấy thế không? Nếu có, hãy comment phía bên dưới để cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông nhỏ bên cạnh để không bao giờ bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Nếu các bạn thích đọc nhiều bài viết hơn, hãy đăng nhập thẳng vào website spiderum.com để tìm đọc nhé.